Nếu vợ chồng đều theo đạo Phật nhưng thuộc hai hệ phái khác nhau thì nên có cách hành xử như thế nào? Ví dụ như cái hay thì ghi nhận tiếp thu, còn những điểm mà bất đồng quan điểm thì như thế nào? À, thưa quý vị đó, theo sư thì khi mình chưa có đủ duyên, tức là mình chưa có đủ cái khả năng mình tiếp độ cái người bạn đời của mình theo đúng chánh pháp nha, thì mình nên tôn trọng cái sự khác biệt, không nên đụng tới. Mà ở đây là sư đang trong ví dụ là một bên là cái niềm tin Phật pháp nhưng mà đúng chánh pháp, còn một bên là niềm tin Phật pháp nhưng mà chưa đúng chánh pháp. Thì ngay cả trong trường hợp như vậy đó, mình cũng nên tôn trọng cái sự khác biệt. Bởi vì bây giờ mình chưa phải lúc. Mà mình nói thì nó chỉ đưa đến cái sự tranh cãi không cần thiết. Còn cái chuyện mà thí dụ như người thì thích hành thiền chỉ, người thích hành thiền quán, nhưng mà trong thiền quán thì người thích quán tâm, người thích quán thân, mà hai cái đó nó cũng không có trái nhau. Thì như vậy thì nó quá tuyệt vời. Nhưng mà nếu như mà trong hai trường hợp một bên đúng một bên sai á thì thôi tôn trọng đi, và mình lo mình tu phần mình, tại vì á mình chưa có đủ khả năng độ đâu nha. Cái gì nó cũng cần có cái nhân duyên. Rồi ngay cả sư á vào ở trong giảng sư đoàn Ban Hoằng Pháp Thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy thôi, trong cái đoàn giảng sư thì cũng đâu phải vị nào cũng giỏi. Rồi mỗi một vị thì đều theo những cái hệ phái khác nhau. Rồi trong những cái hệ phái đó có những cái là nó chổi nhau. Nhưng mà mình cũng phải dẹp những cái riêng ra. Mình tìm những điểm chung để mình có thể ngồi lại với nhau. Chứ còn nếu như mình vì cái chuyện mà dị biệt á, rồi bên này cố đồng hóa bên kia á, thì nó cũng chỉ dẫn đến cái chuyện đấu tranh, tranh cãi, tranh chấp, mà nó cũng không đi đến hồi kết. Cái chuyện đúng sai đó, cái người có trí họ nghiên cứu họ sẽ nhìn ra. Chứ còn mà mình cứ không nhìn cái điểm chung thì không bao giờ mình ngồi nói chuyện được với nhau. Trong trường hợp này nên làm gì thì tôi trả lời hoài luôn á, như lần này lần thứ ba, làm thinh là tu của mình đi, mạnh ai nấy tu nha. Cái người khó nổi nhất là người thân mình thuyết pháp đụng đụng luôn chứ về đổ bà mẹ đâu được, nó cả Đức Phật ngày độ được cũng muốn chết luôn. Nên người thân mình mới là người khó độ nha. Có duyên làm vợ làm chồng làm cha làm con nhưng mà không có duyên độ chúng ta, không có duyên theo chính pháp. Cái cách khó nhất, cái khó nhất trên đời này là nhét cái tư tưởng vào đầu người khác khi mà họ không chấp nhận cái tư tưởng đó. Mình có nói thì nó phản tác dụng thôi, nó gây lộn cho nó không lợi ích. Họ đã tin như vậy rồi. Với cái người đó, họ đã giống như Galileo, cái đất hình tròn vì sự bị treo cổ thôi. Cho nên tốt nhất là mình làm thinh, hôm nay nó tu nha. Tôi nói bữa trước rồi đó, vì thân mình tu làm sao có kết quả là cái cách độ tốt nhất. Có nghĩa là xưa mình hay cái lộn với chồng, mình tu một thời gian, ông nói gì cũng nói, mình kệ, mình thành ở ra tại vô, nói năng mình cũng cãi. Thì cái cách tốt nhất để mình độ họ là mình tu, tu cho có kết quả. Hồi xưa mình vậy nè, giờ mình ngày ngược lại mình khác nè. Chứ không phải là mình ngồi mình cố tình mình cố. Thứ hai nữa là mình xin thưa quý vị, nó câu nó hơi ngại nhưng mà nó hơi kỳ là cái trình độ gì tới đâu gì đầu thuyết pháp để độ chồng nè. Ở đây tôi một bụng kiến thức đây mà tôi về tôi độ bà già tôi chưa được quý vị. Đừng có nghĩ mình ngon, đừng có nghĩ mình ngon, mình phải đấu khẩu với chồng mình về dốc áp. Như cả mấy sư đây một bụng đây mà chỉ cần thấy cái mùi phản ứng mà nín nó, nên đừng bao giờ dạy làm. Trong khi hai vợ chồng đang sống hạnh phúc tự nhiên vì giáo pháp vì đổ một chồng mình mà giết rồi ly dị nào không ai luôn, cái mình cứ nhằn hoài chồng nó bực. Nhưng mà giờ chồng đang trai thì kệ nó đi,
mình cứ ngồi mình giảng cho ăn mặn hoài thì chồng bực bực mốt ly dị nào không hay, tình cảm sức mẻ thứ nhất cái gì phải càng để cho vợ chồng người thân mình thương mình nhiều mình đổ mình. Ví dụ mẹ sư không đi chùa nhưng mà sư ép quá, bà thương sư quá, sư nói bây giờ bà thân vô cho gặp một cái đi, nhớ bà thân quá thì bà cũng phải vô thôi, vô thì bắt đầu bà lại Phật được rồi quét cái sân rồi này nọ, thì mình dùng cái tình cảm để mình độ, để mình nhờ mình nói người ta làm những cái này cái nọ, thì mình ra đâu giờ về thuyết pháp bán trong chờ thua. Cho nên Đức Như Lai đem ánh sáng vào bóng tối để ai có mắt để thấy các sắc, cũng vậy Như Lai đem giáo pháp đến cho những ai có trí tuệ để nhận biết các pháp, không mắt không thấy ánh sáng vậy, không có trí tuệ thì không thấy được các pháp, không hiểu giáo lý. Mà nó vì biết không có nhân duyên rồi đó, ngàn lời cũng như không, mà khi có nhân duyên rồi nó sai người ta cũng nghe, nó sai người ta cũng nghe. Bên Afghanistan, bên Hồi giáo đó, kêu ôm bom cảm tử nó nghe hết, cho nên mình nó nghe là chẳng qua một là mình không có nhân duyên, hai là trình độ mình chưa đủ. Vì biết cỡ ngày nó gác xe ná mới hốt nổi ông vua na, ông vua Mayanda chứ người khác không hốt nổi nha. Đôi khi á cái gì biết cái người có trình độ cao đó, ví dụ bây giờ cái lứa tuổi cái gia cấp mà khó độ nhất á là ba cái giáo sư tiến sĩ rồi đó ngoài đời đó, hay là những cái sinh viên á, là trình độ nó cao cao nó sẽ khó tin rồi những cái mình nói nó thấy trước mắt hay hơn, mà đa phần vô lý những cái á, không phải là bóc đặt trước mắt cho thấy được cái niềm tin không tin được. Cho nên nhiều khi á, cái người mình thân của mình họ hoặc là ngu si quá thì cũng không có độ, mà khôn quá cũng có độ, có niềm tin nhiều trí tuệ nhiều mà niềm tin không có thì sẽ không không nói chung á, mình lo tu của mình sao tu tu tự tu kệ hả à?